Alo mọi người nhớ cái logo này không? Đó là McLaren. Thì BUBG bữa giờ đã ra cái siêu xe này lâu lắm rồi. Bây giờ có một cái siêu xe mới nữa, mình vừa cập nhật luôn rồi. Không biết mọi người có cập nhật chưa? Đây, có ra rất là nhiều mẫu xe luôn. Ở trên UWAP hay là Dacia hay là Kubo. Đó, thì những mẫu siêu xe này ở ngoài đời thì giá trị nó rất là cao luôn. Thật sự là để sở hữu một em thì rất là khó luôn. Còn bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một siêu phẩm xuất hiện ở trong game và ngoài đời luôn nha. Đó, mọi người thấy mở cửa đây không? Đó, mình sẽ mở cửa theo luôn nha. Đây, đây là Lamborghini Aventador FVJ. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cửa cho mọi người nhìn trực tiếp ở trong ngoài đời luôn nha. Và để sở hữu một em này ở ngoài đời có khi giá trị nó lên tới 2 triệu rưỡi đô mọi người. 2 triệu rưỡi đô. Còn ở trong game mình tốn chưa được 1 triệu nữa. Đó, một có khi là 1 triệu hoặc là 1-2 triệu. Đấy, còn đây là cách mở cửa Lambo nha. Đấy, đỉnh chưa mọi người. Wow. FVJ. Thì BUBG Movie đã hợp tác với Lamborghini để cho ra mắt siêu phẩm này. Thì mọi người có thể vào game trải nghiệm nha. Đó, mình sẽ trải nghiệm ở bên ngoài. Còn mọi người thì muốn trải nghiệm cùng mình thì cứ tìm nha. Rồi, ok. Vô khoang rồi hết rồi. Đấy. Wow. Thấy khoang rồi hết chưa mọi người. Wow, chào phê luôn. Và cái nút này là nút hủy diệt đây. Tèn tèn cái nổ đùng 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 luôn.